em xin phép chào cô chú và anh chị. Và em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh YouTube Gốm Mật Xuân Lãnh nha anh chị. Em cũng lên sản phẩm, anh chị yêu thích món nào anh chị cứ nhắn tin qua cái Zalo bên em là 0913 nha anh chị, 330469 nha. Và em bên em là ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ nha. Ship toàn quốc bao bể mẻ anh chị, anh chị yêu thích là nếu anh chị đã sử dụng Zalo thì anh vui chị thích món nào đó anh chị cứ chụp cái màn hình gửi qua. Em sẽ tìm nhà mã sản phẩm hoặc là em sẽ báo cho anh chị những sản phẩm đó nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đó. Đây mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị. Tầm là đúng 3 giờ nha anh chị. Em like là tầm đúng 3 giờ, lúc 3 giờ là em sẽ like trực tiếp hàng ngày nha anh chị. Trên kênh Gốm Mật Xuân Lãnh nha anh chị. Mong anh chị đăng ký kênh để lúc mà em like đó anh chị nó sẽ thông báo cho anh chị biết nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái bình nha anh chị. Một cái bình này là một bình mọc nha anh chị. Bình này là một gọi là bình thúy hồng nha chị, bình thúy hồng. Bình này nặng nha chị, bình này cốt nặng chắc là nặng dày nha chị. Bình này không có chuyện chứ mà đổi lại ngay chỗ này anh chị, ngay chỗ này không biết sao mà kiểu như là nó có một cái này anh chị lạ nha. Nói chung là không phải dâm mẻ. Nó là một cái dấu vết nha anh chị, em sẽ để cho anh chị nhìn kỹ nha. Đó, nhìn kỹ là nó có một cái dấu như thế này. Và báo anh chị là cái này không có chuyện nha. Cốt thì nặng, rất là nặng mà dày luôn anh chị. Hơn nữa là ngay chỗ này anh chị, nó một cái có một ngay chỗ này. Lên trên này nó có một cái gọi là men chỉ nha anh chị, cốt là nặng nha. Đây là anh chị nó có một chấm lỗi nha anh chị, em sẽ báo rõ anh chị nha. Đường kính thì hôm nãy đường kính thì... Nãy chị cho nó lên like sao rồi một cái tô mọc hôm qua hôm nay là like 30 mà nó không thì tìm cho cả lần nữa đây thấy nổi ra like sọt cô lần này có 8 đây thấy mình tìm cho lần nữa thấy mình tìm là nửa tô cũng chăm nhẹ cô lần này qua phải đem cái gác nhĩa gác đĩa không gác đĩa đâu miệng là của miệng của bình này là 3.5 nha anh chị, miệng của bình này là 3.5 và cao của bình này là 28 nha anh chị. Miệng là 3.5, cao là 28. Cái này cái nằm rượu nha các anh chị. Cái này là nằm rượu. Bụng là 37 nha anh chị. Đó, chính xác là 37 rồi. Cái bình này em bán cho anh chị là 800k. Thúy hồng hay hồng thúy? Rồi gì vậy? 1.5 rồi ngon ơi. Rồi 800k nha chị, 800k chốt cho em mã. Hôm qua C rồi. Hôm qua C rồi. Giờ mã D. Mã D1 nha anh chị. Mã D1 800k nha chị. Cái bình này nặng khoảng chừng bình này nặng là một ký, gần 1,5 kg nha chị, gần 1,5 kg nha. Em sẽ đo lại cho anh chị nha. Miệng là 3.5, cao là 28, bụng là 37 nha chị, bụng là 37 nha. Đó, là 800k chốt em mã D1. Không có truyền, chỉ có một cái vết ngay chỗ này thôi nha anh chị. Đấy, vết ngay chỗ này nha, không có truyền. Bên em là anh chị hàng mẻ lỗi dâm thì em sẽ báo trực tiếp lên like. Lên like là chẳng hạn như mộc là em sẽ nói mộc, hoặc là xứ thì em sẽ nói xứ nha anh chị. Có một cái anh kia hiện tại em đang trong cái face này là kiểu như là hàng mộc nha chị. Em cũng nói rõ trên cái like này luôn là hàng mộc, tất nhiên là mình có gõ bon, có gõ đi chăng nữa nó kêu cái tiếng là không phải như hàng xứ mà kêu bon bon nha anh chị. Nó kêu kiếm là cạch cạch đó. Thành anh chị có anh mới nhận hàng bên em, anh nói là anh mua một cái tô mộc rất là to mà anh nói sao anh gõ nó không có kêu bon bon mà anh nhìn thì không có bị nứt mẻ. Mà em nói anh là anh em giải thích là những cái dòng xứ là nó kêu bon bon, còn những cái dòng mộc là nó kêu cái tiếng nó cạch cạch nha anh chị. Còn mẻ nứt thì bỏ xuống dưới đất thì nó cứ kêu là cái tiếng anh chị là biết liền. Và ví dụ dâm mẻ bể gì em sẽ báo rõ trên like cho anh chị xuống nha. Đó, do nhà em là có thương hiệu cửa hàng thật sự nha anh chị, thành là em không có nói bậy trên like nha anh chị. Đó, cái này em bán cho anh chị là 800k, anh chị chốt cho em mã D1 nha. Rồi cái chết
Rồi em lên cái một cái wow, đẹp quá luôn. Anh chị em lên một cái cặp cá chép nha anh chị, một cặp cá chép là phải một mùa. Anh chị một cặp cá chép nha. À, cái cặp cá chép này là viền là viền. Cá chép một mùa của nó. Nhiều cá chép gì? Vũ môn. Vũ môn. Anh chị cái này là một cái dĩa viền là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la nha. Đấy, viền sô cô la. Viền là viền sô cô la chị. Đó, cái dĩa này thì nguyên thủy nó là cá chép một môn vũ môn gì đó. Nha anh chị, đó, cái truyền này chị đẹp rất là ok luôn nha. Đấy, mà trong một cặp anh chị, một cặp mà cái dĩa này không có truyền nha anh chị, dĩa này không có truyền, dĩa này có truyền nha. Là một cặp của dĩa, một cặp luôn nha anh chị, một cặp luôn. Đó, một cặp nha anh chị. Em sẽ đo đường kính nha. Đường kính dĩa là 32 nha anh chị. Cái đường kính dĩa là 32. Cao của dĩa là 4 nha anh chị. Còn 5. Còn cái dĩa này đường kính là 30.5. Cao là 6 nha anh chị, cao là 6 nha. Rồi cặp này em bán cho anh chị là một cặp này là 950k nha anh chị. Một cặp này em bán cho anh chị 950k. À cái cặp này đang là cặp này là cái không, cái nước miền của nó rạng á, nó rạng theo năm á. Kiểu như anh chị nói là kiểu như là 950k anh chị. Đó, như là cái này là có độ rạng theo năm tháng nha anh chị. Đó, 950k, ở trong một xíu này chỗ này. Chốt cho em mã D2, 950k mã D2 nha anh chị, một cặp rất là đẹp luôn á. Rồi một cái bình anh chị. Một cái bình này là bình này là lọc tổ ong anh chị, lọc tổ ong và bình này có truyền trong nắp nha. Anh chị ở trong nắp này là mỗi đóng một cái truyền, truyền trong phải hoa. Bình này là dung tích là 250ml nha anh chị, 250ml. Bình này em bán cho anh chị là 300k nha. Siêu đẹp nha anh chị. Lâu lâu mới có một cái bình đẹp như thế này nha. À, 300k chốt cho em mã D3. Rồi cái này một cái rốt anh chị, một cái rốt nha, rốt lam nha anh chị. Rốt này là không rốt này có truyền. Truyền là truyền hoa luôn nha anh chị. Ở ngay cái giỏ mà đóng hàng á, thẳng thẳng ra đầu hoài. Rõ liền. Chị cái này ra nha. Nó giờ trở, chút mà nó xuống trở. Anh chị cái này là có truyền chìm nha, phía này này, phía bên này này. Đây nè. Nó không lấy cái giỏ, cái giỏ ly phía bên này này cô Dung. À, phía bên này cái giỏ ly, cái giỏ ly. Giỏ ly đó, đó, phía bên này. Giỏ ly trong có mấy cái ly tâm thái đó. Giỏ phía trong á, giỏ phía trong còn có cái mấy cái hàng nó từ từ lái đi. Hàng nó chưa kiểm tra. Này là rót nha anh chị. Cái này là white, rất là đẹp lắm anh chị, cái này rất đẹp nha. Mười miệng là 10, cao là 7 nha anh chị, miệng là 10, cao là 7 nha. Từ đây qua rồi dài miệng tới qua là 16. Rồi cái rốt này em bán cho anh chị là cái rốt này bán cho anh chị 80k nha. 80k chốt cho em mã D4. Mấy cái đó. Dưới nó có một cái D4 nha anh chị, 80k cái ly white. Cái này là làm cái tấm rốt nha anh chị, một chiếc 80k. Rồi em lên một cái này là một cái thố xưa nha anh chị, thố xưa. Em bán chị là cái thố xưa này anh chị, thố xưa này thì nó nhìn anh chị, nhìn cái thố này nó có bị lỗi xíu nha anh chị. Nói chung là những cái này xưa xưa nó hay bị làm tay á chị, nó hay bị lỗi, những cái lỗi này chị, lỗi nha, em cũng có báo anh chị đã rõ nha. Mấy cái này là anh chị lỗi một xíu. Đây lỗi một xíu nè anh chị đó. Có miếng chớp núi và có cây thông. Cái này là xưa nha anh chị, xưa nha. Còn nó sao? Còn nó sao? Miệng là 9 nha anh chị, cao là 7.5. Cái này là thố xưa. Anh chị lên lên đi nha. Cái kiểu như anh chị đã
Rồi cái này em bán cho anh chị 80k đi. Cái này em bán cho anh chị 80k anh chị. Nó hơi sờn sờn một xíu. Nói chung mình sờ vào thì nó hơi kiểu như nè, nó nhắm tay chút xíu chứ cũng không quan trọng nha anh chị. Đó, cái nào quan trọng thì em sẽ nói kỹ nha. 80k chốt cho em mã D5 nha anh chị, 80k mã D5. Cái đây còn nữa không biết nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 30 đi. 30 đi, còn mấy chiếc rồi bác, mấy chiếc. Rồi em lên cái này là ly trúc nha anh chị. Ly này tầm tầm mình uống trà là ok anh chị. Nó ly nó cái phone này là phone nhỏ, hơi mỏng một xíu. Phone nhỏ hơi mỏng anh chị, thích hợp cho nha, người Việt mình nè. Mấy cái này uống trà. Tiền con nói đồ là miệng là 8 nha anh chị, miệng là 8, cao là 5 nha anh chị, miệng 8 cao 5. Ly này em bán cho anh chị 30k một chiếc nha. Em tầm tầm khoảng chân dưới 10 chiếc vậy đó. 30k chị, em bán chị. Thứ nhất là cái này là cây trúc. Thứ nhất là cây trúc nha anh chị. Thứ hai nữa là cái ly này không, nói chung ly này hơi mỏng, là sử dụng rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này em bán cho anh chị. Cái đó mình có rồi, cô Dung có anh Tùng. Cái đó này một cây rồi. Thấy rồi, cái đó được, bỏ anh Tùng mình luôn. Rồi, bỏ đại anh Tùng đi. Rồi, 30k một chiếc, chốt em mã D6, đẹp lắm anh chị. Bao đẹp cái này luôn nha, D6. Cái này không có cái nét thì sao ta? Không có. Báo rồi. Cái này đẹp quá, cái này là của Âu. Đây của Nhật nha anh chị, cái này của Nhật mà sao nhìn cái họa tiết anh chị. Đó, cảm nhận là cái này giống Âu, mà cái này không có nắp nha. Em bán theo cái chuyện không có nắp anh chị. Hàng này thì dưới này là chữ Nhật nha anh chị, chứ mà trên này nhìn cái họa tiết hoa văn là giống hàng Âu. Mà cái này không có nắp nha anh chị, đẹp quá luôn mà không có nắp. Quá đẹp. Đường kính là 10 nha anh chị, cao là 7 nha. Đường kính là 10, cao là 7 anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị là cặp này em bán cho anh chị 90k đi. Chín mươi k nha chị, chốt giùm em mã D7 nha chị, mã D7. Lên luôn. Này nhiều. Rồi em lên cái này nha chị, cái này nha. Được cho em có cái gì. Này là xưa nha chị. À, kiểu như là cái này độ. Đúng là cái này là cái bình nha chị, họ độ cái đây cái bóng đèn nha chị, họ vẫn mình vẫn sử dụng dầu được nha chị, vẫn sử dụng dầu được nha. Bình là bình container xưa bóng đèn. Miệng là 19 nha chị, miệng là 19. Cái này em bán cho anh chị 200k nha chị. 200k cái này có chuyện nha chị, 200k mã D8. Mã D8 nha chị, 200k bỏ hôm nay chỗ nào để mở bán. Đỡ đâu đó rồi. Hết chỗ nữa. Nè, dán rồi. Rồi em lên cái này anh chị, cái này em có 4 chiếc nha. Cái này em có 4 chiếc anh chị, họa tiết là nổi cộm nha anh chị. Họa tiết là, xin lỗi, họa tiết là hoa nha. Và cái này cũng có tiền nha anh chị, cái này là cũng có tiền. Đường kính là 17 nha anh chị, cao là 4.5. Rồi bộ này em bán cho anh chị 4 chiếc này là 180k. 4 chiếc 180k nha anh chị. 180k 4 chiếc, chốt cho em mã D9. 180k mã D9 coi gì không ta? Rồi em lên một cái dĩa xưa nha anh chị, dĩa này là dĩa xưa nha. Dĩa xưa anh chị, viền này là viền sô-cô-la nha anh chị. Họa tiết là hoa đào, kiểu như là tùng cúc trúc nha anh chị, tùng cúc trúc. Nói chung cúc đào. Đây anh chị. Nói theo luôn.
không bỏ. Nó khâu thì mình đánh không bỏ, nước đậm quá thì bỏ, nó tiếc gì. Này là có chuyện nha chị. Dĩa này bị dâm. Dĩa này bị dâm anh chị, dĩa này thì dâm phía sau nha. Phía trước thì không thấy anh chị, phía trước thì ok vì răng cưa không thấy. Phía sau nó có một xíu anh chị, một xíu dâm chỗ này nè. Rồi cái này đường kính 25.5 nha anh chị, 25.5 nha, cao là 3 nha anh chị. Rồi cái dĩa này bán cho anh chị với giá là 400k. 400k cái dĩa xưa nha anh chị, dừa nè, chị dừa là xưa nha anh chị. Và cái này là có cơ nha anh chị, và cái này là có truyện chìm nha. 400k. Mã D10. Rồi cái này em có hai cái thố sơn thủy, hai cái thố sơn thủy nha. Truyện ký thì ok nha anh chị, truyện ký thì đầy đủ nha. Miệng là chín anh chị, cao là 10, miệng chín cao 10 nha. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là 250k cặp này. Sao? 250k nha. 250k. Chốt giùm em. Mã D11 nha chị, 250k D11. D11 250k. Rồi em lên một cái dĩa này là họa tiết hoa mẫu đơn nha anh chị, họa tiết hoa mẫu đơn. Dĩa này cũng có truyện ký nha anh chị. Anh chị nhìn kỹ nha anh chị, nhìn kỹ ngay chỗ này anh chị. Ngay chỗ này là có một cái kiểu như một cái đường kéo rạn nha anh chị, một cái đường kéo rạn. Anh chị đấy, một cái đường kéo rạn nha. Cái mà dĩa thì không bị nứt, không bị gì hết nha anh chị, mà chỉ là nó là rạn thôi nha. Nó là rạn một xíu chỗ này cũng không đáng kể nha anh chị. Mà dĩa thì truyện ok, truyện tới 6 truyện và hoa mẫu đơn. Đường kính dĩa là 31 nha anh chị và cao là 3.5. 31 cao 3.5 nha anh chị. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị 350k. 350k cái này mẻ rồi, dâm rồi. 350k anh chị, chốt cho em mã D12. 350 nha anh chị, D12 nha. 350 D12. Rồi nha chị, cái này là một cái dĩa bizen nha anh chị, một cái dĩa bizen. Họ đóng một cái mộc rất là ok nha anh chị. Mộc truyện này là đẹp. Truyện này quá đẹp nha anh chị, truyện này là quá đẹp rồi. Ở truyện nha anh chị, truyện cái này là một truyện một cái bầu nha chị, một cái bầu. Cái này dán lại đó. Đâu mấy? Máu máu dán cái này. Đâu mấy? D12. Dán xong rồi mà. Giờ cái đó đơn 13. Đấy. Cái gì vậy? Cái đó này đơn 12 rồi đúng không? Cái đó đơn 12, còn cái này đơn 13. Đây đơn 13, cho em tìm nó giống gì? Còn 2 đâu? Ôi sao cái cùng quá. Thấy 12 không? Cái chỗ này có mấy cái chuyện không? Hay là xin tạm. Rồi anh chị, cái này là bizen nha anh chị. Đấy, một cái khay bizen, cái dĩa bizen mọc truyện đóng một cái bình nha anh chị và hai truyện nha. Đường kính là 16 anh chị, đường kính 16 và ngang là 13. Rồi cái này em bán cho anh chị 200k.
D13 nha chị, 200k D13. Rồi một cái dĩa này là hoa mẫu đơn nha chị, hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn vẽ kim nha chị, và ngay chỗ này đóng cái nhụy nha chị. Đóng cái nhụy nha chị, nhụy tạm thời vẽ nó hơi lên lên nha chị đó nha. Viền là viền sô cô la nha. Phía sau của dĩa này là không có truyền nha chị, phía sau của dĩa này là không có truyền. Đường kính là 31 nha chị, đường kính là 31 và cao là 3.5. Đường kính 31 cao là 3.5 anh chị. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là 450k. D14 nha chị, 450k D14. Ghi số 5 cho rõ, cho số 5 không rõ. 450k D14 nha. Rồi em lên cái này chị, cái này còn rồi cái ly này em có 5 chiếc nha chị, tam thái nha, ly này em có 5 chiếc. Miệng ly là 8.5 và cao ly là 5. Miệng ly là 8 nha. Miệng ly là 8.5 anh chị, cao của ly là 5 nha. Rồi bộ này là bộ tam thái nha chị, bộ tam thái. Truyện ký là ok nha chị, truyện có truyện nha. Ly này là cốt hơi mỏng nha chị. Cốt hơi mỏng. Rồi cái này em bán cho anh chị 5 chiếc này 200k nha. 5 chiếc tam thái này 200k. 200k 5 chiếc nha chị, chốt cho em mã D15. 200k 5 chiếc D15. Rồi em lên cái bình nha chị, bình này em có 2 chiếc nha. Bên này lại bán chị là giá dòng là bình rộng, bình đó. Bên này là không có truyện nha chị, bình nhỏ, rất là nhỏ. Bình này là dung tích là khoảng 1.150 nha. Dung tích là bình là 1.150, bình này cây trúc anh chị. Miệng là 4, cao là 4.5. Cao là 4.5 nên cao tới quay là 6 nha anh chị. Này bán cho hai, bán anh chị là 200k nha. 200k một 200k nha anh chị, 200k cái bình này nha. Chốt cho em mã D16. 200k anh chị, D16 200k. Mấy nhỏ bỏ đồ trà nó. Rồi nha anh chị, cái ly này nha. Ly này ly cá có nắp anh chị. Ly cá có nắp nè. Ly này là đường kính là 6.5 anh chị và cao là 5 nha. Ly lam. Ly này không có truyện nha chị, cốt là cốt xưa nha chị, nó có một xíu. Ly này là cốt xưa nha chị. Rồi ly này em bán cho anh chị 50k một chiếc nha. 50k một chiếc, chốt cho em mã D17. 50k D17. Cái này có máy cá luôn. Để đây, mua cá bỏ ăn được đấy. Một cái dĩa này là một cái dĩa sơn thủy nha anh chị, xung quanh là viền sô cô la nha. Một dĩa sơn thủy xung quanh là viền sô cô la. Chuyện thì rất là ok rồi nha anh chị. Chuyện rất là ok nha. Đường kính dĩa là 32 nha anh chị. Đường kính dĩa là 32. Rồi dĩa này em bán cho anh chị là 500. Rồi dĩa này em bán cho anh chị với giá là 450k.
D18 nha chị, 450k D18. Và cái này là tô, một cái tô nha chị, tô lam nha. Tô đường kính là 16.5, cao là 5.5. Rồi 100k nha chị, tô này là 100k D19. 100k D19. Rồi em lên hai cái mộc anh chị, vừa là tam thái vừa là rêu nha chị, vừa là tam thái vừa là rêu vừa là có truyền nha chị. Đẹp rất là ok luôn nha chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị là 150k một cặp nha. Miệng là 14, cao là 5. Miệng 14 nha anh chị, cao là 5. Cặp này bán cho anh chị 150k, truyền ký thì ok nha. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.